Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 103. Bài này nằm trong khóa vô cơ cơ bản 11, bài toán xuôi khi cho CO2 sục vào hỗn hợp kiềm. Để xử lý được loại toán này, chúng ta cần nắm vững hai nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất là bản chất của phản ứng. Khi sục CO2 vào thì CO2 phản ứng với kiềm theo một trong hai phản ứng này hoặc cả hai để tạo ra muối CO3 2 trừ. Muối CO3 2 trừ này sẽ kết hợp với Ba2 cộng theo phản ứng số 3 để tạo kết tủa BaCO3. Mục tiêu là chúng ta phải tìm xem là nó có phản ứng 1, phản ứng 2 hay cả hai phản ứng này. Thì phương pháp giải chúng ta sang nội dung thứ hai, đó là phương pháp giải của thầy là xét tỷ lệ đơn giản nhất. Tỷ lệ của này của thầy bằng OH trừ trên CO2 thì K của thầy sẽ rơi vào một trong hai trường hợp này. Áp dụng vào bài toán này thầy có như sau. Thầy có OH trừ trên SO2 đây bằng 0,2 trên 0,13 lớn hơn 1 nhỏ hơn 2. Như vậy tạo ra muối SO3 2 trừ và HSO3 trừ. Mục tiêu chính thầy phải tìm ra SO3 2 trừ. Đó, SO3 2 trừ. Ở đây kết tủa phải sửa thầy là BaCO3. Ok, chúng ta tiếp tục. Sau khi thầy sửa cái BaCO3 thành BaSO3 rồi, chúng ta tiếp tục. Kết quả là thầy có là so sánh giữa SO3 2 trừ, SO3 2 trừ tương tự với CO3 2 trừ nhé. Với Ba2 cộng thì kết quả là kết tủa tính theo SO3 2 trừ là 0,07 mol. Ken nhân với M lớn của nó, kết quả ra 15,19 gram. Như vậy đáp án thầy có là D.